Những ghi nhận tiếp theo về huyện Châu Đức. Thưa quý vị, Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức khóa 5 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề để thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức đã biểu quyết thông qua các tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về việc quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồ án xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung tỷ lệ 1/500 thị trấn Ngãi Giao đến năm 2035, chủ trương phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020, chủ trương bổ sung danh mục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện. Kết luận kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Châu Đức, lãnh đạo huyện nhấn mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất, đồ án xây dựng vùng huyện, việc điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ngãi Giao, phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện, làm thay đổi chất lượng đời sống người dân Châu Đức trong tương lai, nên Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.